Cho bà Anna là người tín hữu trong cộng đoàn giáo xứ và là người thân trong gia đình. Chúng ta cầu nguyện cách đặc biệt cho bà Anna trong thánh lễ cuối cùng này, để với cuộc đời 61 năm làm người và làm con Chúa,
có những bất toàn, có những yếu đuối, chúng ta xin Chúa thứ tha thanh tẩy cho bà sạch mọi tội lỗi để xứng đáng bước vào gia nghiệp nước trời mà Chúa Giêsu đã ban cho. Chúng ta cũng cầu nguyện cho những người thân yêu trong gia đình để đón nhận những tang thương mất mát này, cùng với việc cầu nguyện cho linh hồn Anna. Chúng ta cầu nguyện tạ ơn Chúa xin nên bình an ơn ý như ý. Cầu cho cô Đa Minh Lạc, Anna Tâm, cô Anna Tuấn, cô Giuse Bút, cô Maria Liễu, cô Anna Nghiệp, Anna Duyên, Giuse Tân, Anna Bạn, cha Đa Minh Hạnh, Anna Huệ, Giuse Trương, gia đình Tận Hiến xin cho chuyến đi bác ái được bằng an. Nhóm Thiện Chí xin cho đi đường được bằng an. Cầu cho linh hồn Giuse Nông, Anna Quyền, Anna Nhân Ngày Dỗ, linh hồn Giuse Xuân Đại và cầu nguyện cho các linh hồn. Chúng ta thành tâm thống thối những lầm lỗi thiếu sót đã phạm. Xin Chúa thương thanh tẩy cho chúng ta tâm hồn trong sạch, để của lễ lời tạ ơn chúng ta dâng Chúa hôm nay được Chúa thương đón nhận. Tôi tu nhân dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Sống lại nhờ mầu nhiệm này, xin Chúa thương ban cho tôi tớ Chúa là bà Anna đã an nghỉ trong con Chúa, nhờ người được hân hoan trôi dậy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách khôn ngoan. Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và nỗi thống khổ của sự chết không đụng tới các ngài. Đối với mắt những người không hiểu thì các ngài đã chết, và việc các ngài ra đi bị coi là bất hạnh. Việc các ngài lìa xa chúng ta là rơi vào cảnh diệt vong, nhưng thật ra các ngài đang hưởng bình an. Dẫu theo mắt người đời thì các ngài chịu thống khổ, nhưng thật ra các ngài vẫn tràn đầy hy vọng được bất tử. Sau khi chịu xử phạt chút ít, các ngài sẽ được hưởng muôn vàn ân phúc.
vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa và chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu. Đó là lời Chúa. Anh chị em
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: Lạy Cha, những người Cha đã ban cho con, thì con muốn rằng con ở đâu họ cũng ở đấy với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho con. Vì Cha đã yêu mến con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và con sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha yêu con ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý cộng đoàn, cổ nhân đã có kinh nghiệm về cuộc đời thì đưa ra một khẳng định: nhân sinh tự cổ, tùy vô tử. Người ta xưa nay ai mà không chết? Cái chết là một công lệ mà không ai được miễn trừ. Đây là một định luật phổ biến và khắt khe. Xưa nay chưa ai có thể thay đổi được nó. Bởi vì ngươi là bụi tro và sẽ phải trở về với bụi tro. Sáng tế đoạn 3 câu 19 đã dạy chúng ta như vậy. Đứng trước cái chết, mỗi người có một suy nghĩ và một thái độ riêng. Có người coi chết nhẹ tựa lông hồng, lại có người coi chết nặng như Thái Sơn. Có người coi chết là một sự chuyển đổi từ đời này sang đời khác. Có người coi chết là đi vào ngõ cụt, đi vào hư vô, cho nên cho rằng chết là vô nghĩa, và ngay cả cuộc đời này cũng thật phi lý. Trước thắc mắc cuộc đời và sự chết, Thánh Phaolô đánh nhắc tín hữu Philippe tư tưởng này: quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta. Philippe đoạn 3 câu 20. Trong thư gửi tín hữu Corinto, Thánh nhân cũng xác định chúng ta có một ngôi nhà vĩnh cửu ở trên trời. Chúng ta biết rằng nếu ngôi nhà của chúng ta ở dưới đất là chiếc lều này bị phá hủy đi, thì chúng ta có một nơi ở do Thiên Chúa dựng lên, không do tay người thế làm ra. Vì vậy, Thánh nhân đã xác tín sống trong thân xác này là lưu lạc xa Chúa. Con người ai cũng có một nơi sinh ra, một địa chỉ ở đời. Khi chúng ta đã nhận nơi nào làm quê hương, chúng ta cảm thấy mình yêu mến nơi đó. Những màu sắc quê hương in đậm vào tâm trí, khiến cho mọi cảnh vật tầm thường đều trở nên dễ thương dễ mến. Nhạc sĩ Giáp Văn Thân nói lên nét đẹp ấy trong bài ca Quê Hương. Quê hương là chùm khế ngọt, là con đò nhỏ. Đối với Kinh Thánh, đối với người Kitô hữu, chúng ta khẳng định quê hương trần thế là nơi tạm trú, và quê hương thực sự của chúng ta là ở trên trời. Chúa Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa, sau khi Ngài xuống trần gian, khi thi hành sứ mạng cứu chuộc, Ngài đã trở về với Thiên Chúa Cha. Và trước giờ ly biệt, Chúa đã nói với các tông đồ: Thầy từ Chúa Cha mà đến thế gian, Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha. Và Ngài muốn những ai chọn Chúa làm gia nghiệp cũng được ở với Chúa. Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con.
Gioan đoạn 17 câu 24. Địa chỉ nguyên thủy của chúng người Kitô hữu là ở trên trời, nơi thường trú vĩnh viễn. Vì thế, trong kinh Tiền Tụng 1, thánh lễ an táng, hội thánh đã cầu xin: Lạy Chúa, đối với các tín hữu Chúa, sự giống tay đổi chứ không mất đi. Và khi nơi nương nóng ở trần gian bị hủy diệt tiêu tan, thì lại được một chỗ cư ngụ vĩnh viễn ở trên trời. Khi nói về cuộc sống dương gian, người xưa gọi là đời tạm, và chúng ta là thân lữ khách. Hôm nay chúng ta dâng thánh lễ quý cùng cho bà Anna. Cuộc đời của bà và của mỗi chúng ta đều là một cuộc hành trình tiến về vĩnh cửu. Chúng ta hướng về quê hương vĩnh cửu và mong một ngày kia được trở về. Nhưng chúng ta chỉ có thể về quê hương vĩnh cửu qua việc hoàn tất những nhiệm vụ hàng ngày nơi trần thế, đặc biệt là sống mến Chúa hết lòng và yêu thương tha nhân như chính bản thân mình. Hôm nay người thân yêu của chúng ta đã được mắt thấy tai nghe, được chiêm ngắm Chúa trên thiên đàng, cũng nhắc nhớ cho chúng ta điều này. Thế gian không phải quê nhà, thiên đàng rực rỡ mới là quê hương. Amen. Anh chị em hãy cầu nguyện đấy, lời của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa lễ vật này, khấn quan van này, xin lòng nhân từ của Chúa cho tôi tớ Chúa là bà Anna, để kẻ đã không hoài nghi con Chúa là đấng cứu độ giàu lòng từ ai, sẽ nhận ra người là vị thẩm phán đầy lòng xót thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, Thầy là chính đang phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nơi người niềm hy vọng sống lại vinh phúc đã chiêu tòa trên chúng con, để những ai buồn sầu vì số phận chắc chắn phải chết cũng được an ủi, vì Chúa đã hứa ban phúc trường sinh bất diệt sau này. Vì lạy Chúa, đối với các tín hữu Chúa, sự sống thay đổi chứ không mất đi. Và khi nơi nương nâu ở trần gian bị hủy diệt tiêu tan, thì lại được một chỗ ở vĩnh viễn trên trời.
vì tê cùng với các thiên thần và tông lãnh thiên thần, các bê thần và quan thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: sự thanh thiên, vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thanh thần, Chúa thanh oai nhân của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thương ấy sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con đang truyền Chúa trên trên và em xin Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiên này xin Chúa cho chúng con cái thông phần mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Gioan chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa ban bình an cho chúng con. Xin Chúa nhớ đến các y lễ chúng con dâng Chúa hôm nay, đặc biệt linh hồn Anna mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng gia đình anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin Chúa hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa có mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh cho cứu thế và theo thế từng người dây, chúng ta giam nguyện rằng: danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất với Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đang chưa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thank you.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa cho tôi tơ Chúa là bà Anna đang lìa coi thế, khi đã được thanh tịnh nhờ hiến lễ này và được giải thoát khỏi tội lỗi, sẽ được hưởng niềm hoan lạc phục sinh muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con kính mời cha cùng cộng đoàn an tọa để gia đình chúng con có đôi lời cảm ơn. Trọng kính cha Đa Minh Chánh Sứ, cha Giuse Phó Sứ, với tình yêu thương của người mục tử, khi nghe tin bà Anna được Chúa gọi về, quý cha đã đến với tang gia chúng con, phân ưu cầu nguyện và cử hành các nghi thức cho bà Anna. Giờ phút này, cha Phó Sứ chủ tế thánh lễ để cầu nguyện cho bà Anna. Trước tình yêu thương của hai cha đã dành cho tăng quyến cắt riêng cho bà Anna, chúng con xin hết lòng cảm ơn hai cha. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời truyền cầu của mẹ Maria ban cho hai cha nhiều sức khỏe, ơn khôn ngoan. Xin Chúa luôn gìn giữ đồng hành trên bước đường phục vụ của hai cha. Kính thưa quý tu sĩ, quý cụ, quý chức, quý ban hành giáo, quý ban ngành đoàn thể, quý họ tộc nội ngoại, quý vị thông gia, quý giáo xóm toàn thiện, ban chăm sóc bệnh nhân, ban Caritas, ban kèn, ban phòng thánh, ca đoàn lễ sinh, bạn hữu xa gần cùng cộng đoàn dân Chúa. Mặc dù đau thương vì mất người thân, nhưng chúng con cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa dành cho tang gia chúng con, được thể hiện rõ nét qua những nghĩa cử yêu thương của quý tu sĩ và quý vị. Vì từ khi bà Anna lâm trọng bệnh, lúc lìa đời, những ngày kính viếng, thánh lễ an táng và việc tiễn đưa bà Anna đến nơi an nghỉ, mọi sự đã nói lên tất cả. Kính thưa quý tu sĩ và quý vị, trước nghĩa cử yêu thương mà quý tu sĩ và quý vị dành cho tang gia chúng con xin hết lòng cảm tạ. Nguyện xin Thiên Chúa là đấng nguồn mọi ơn phúc, tuôn đổ muôn phúc lành của người xuống trên quý tu sĩ và quý vị. Trọng kính quý cha, kính thưa quý tu sĩ và quý vị, trong những ngày vừa qua, gia đình chúng con tin chắc rằng những lời cầu nguyện và thánh lễ dâng hôm nay, Chúa là đấng thương xót đã nhậm lời sẽ tha thứ và sớm đón nhận bà Anna vào hưởng tôn nhan Chúa. Xin niềm tình bỏ qua những thiếu sót của chúng con trong những ngày tang lễ. Gia đình chúng con trân trọng kính báo và kính mời. Gia đình chúng con có tổ chức tuần lễ cầu nguyện cho bà Anna tại Tư Gia vào lúc 16:30 từ hôm nay, thứ Hai ngày 18 tháng 9 đến thứ Bảy ngày 23 tháng 9 năm 2023. Một lần nữa, kính mong hai cha quý tu sĩ và quý vị nhận nơi đây lòng biết ơn chân thành,
của tang gia chúng con. Tang gia chúng con đồng bái tạ. Khi tí hành nhiệm vụ chôn cất tí hại này theo truyền thống Công giáo, chúng ta biết rằng mọi vật đều phải trung thành sống cho Chúa. Vậy chúng ta nài xin Chúa cho tí hại tôi tớ Chúa là bà Anna mà chúng ta đang chôn cất vì xác thịt hư nát, nhờ quyền năng Chúa được sống lại trong hàng ngũ các thánh, và cho linh hồn tôi tớ Chúa được sum họp với các thánh và những người đã tin Chúa. Nguyện Chúa mở lượng nhân từ trong khi xét xử để tôi tớ Chúa là bà Anna được cứu độ và giải thoát khỏi hình phạt tội lỗi, được giao hòa với Chúa Cha, được đứng chân chiên ôm vào lòng, đưa về đoàn tụ cùng vua muôn đời, để đáng được hưởng nguồn vui bất diệt làm một với cộng đoàn các thánh. Lạy Chúa rất nhân từ, chúng con xin phó dâng linh hồn Anna trong tay Chúa. Xin cho chúng con được hy vọng chắc chắn bà Anna sẽ được sống lại cùng Chúa Kitô trong ngày sau hết, cũng như mọi người đã qua đời trong ân nghĩa Chúa Kitô. Vậy xin Chúa lấy lòng nhân từ khi nghe lời chúng con khẩn nguyện mà mở cửa thiên đàng cho tôi tớ Chúa là bà Anna, và cho chúng con đang còn ở lại cũng biết dùng lời lẽ đức tin mà an ủi nhau, đợi ngày mọi người tái ngộ trong Chúa Kitô, được sống mãi với Chúa và bên cạnh tôi tớ Chúa là bà Anna. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
đời lần trong đêm tối, tình yêu con nay như hao mòn. Một đời tìm trong thao thức, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi xin thương giữ gìn con, về đây xin dâng cả tâm hồn. Tin rằng Ngài là Thiên Chúa, bên Ngài hạnh phúc suốt đời. Lạy Chúa, lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Gọi thầm rằng con hãy nhớ, tình yêu sẽ biến đổi phận người. Phận người từ trong tiếng khóc, một mai tình Ngài cho tiếng cười. Chúa ơi con nay xin gửi trao đời con những đắng cay khổ sầu. Nơi Ngài hồn con nương náu, nỗi vui từ nay thắm màu. Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Được Ngài, được nguồn chân lý, sự sống ánh sáng cho cuộc đời. Vì Ngài là niềm vinh phúc, là chén rượu huyền con lãnh nhận. Chúa ơi, chính Chúa gia nghiệp con, từ đây con đâu ước mơ gì. Tiếng ca hòa lên chán chưa, tin hồng đẹp quá bốn mùa. Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Một ngày đời con có Chúa, mùa xuân mãi mãi không phải. Một ngày vọng trông lên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trần, học cũng được thương đi vòng sông lai, lai cũng là từ sông lai và là từ sông. Ông bố thôn ban cho tôi tới sinh thật an vui trong ngôi mộ này, cho tôi khi vật tôi tới sông lai trong anh sanh. Nhân lành hải thương vô cùng sẽ tha hết.
Và mẹ chúng con nghe xin
tiếng cười buồn vui kiếp người. Ôi cuộc đời còn nhiều nỗi gian nan, nhưng nay con hân hoan đi về với Ngài. Nhiều nay kia tìm nguồn suối mát, nhiều chim non tìm tổ nấu nương, con mong tìm về bên Chúa nghỉ ngơi. Hồn con mong về bên Chúa, hồn con mong về bên Chúa, bước chân đi qua tháng năm vội vàng, có tiếng cười buồn vui kiếp người. Ôi cuộc đời còn nhiều nỗi gian nan, nhưng nay con hân hoan đi về với Ngài. Như hoa kia ngày nào sắc thắm, nhưng hôm nay hoa vội biến tan. Thân con tồn tại trong Chúa mà về bên Chúa, hồn con mong về bên Chúa, bước chân đi qua tháng năm vội vàng, có tiếng cười buồn vui kiếp người. Ôi cuộc đời còn nhiều nỗi gian nan, nhưng nay con hân hoan đi về với Ngài. Hôm qua đây còn nhiều tính toán, nhưng hôm nay bỏ lại thế gian, cho con được về bên Chúa là nguồn vui. Chỉ có Chúa mới là niềm vui đích thực, chỉ có Chúa mới là tình yêu tuyệt đối. Nếu người ta cứ phải sống mãi trên cõi đời này thì thật là phiền toái. Nhưng cái chết vẫn làm chúng con đau đớn vì phải chia tay với những người thân yêu, vì bao mộng mơ, dự tính còn dang dở. Xin cho chúng con đừng nhìn cái chết như một định mệnh nghiệt ngã và phi lý, nhưng như một hành trình
trở về nguồn cội yêu thương. Lạy Chúa Giêsu, trước cái chết trên thập giá, Chúa đã run sợ nhưng không tháo lui, và Chúa đã chết trong niềm vâng phục tín thác để trở nên người đầu tiên bước vào cõi sống viên mãn. Xin cho chúng con nghe được lời dạy dỗ của cái chết. Cái chết cho thấy cuộc sống mong manh, ngắn ngủi. Chính vì thế, từng giây phút trôi qua thật quý báu. Cái chết bất ngờ mời gọi chúng con luôn tỉnh thức. Cái chết nhắc nhở chúng con là khách lữ hành đang trên đường về quê hương vĩnh cửu. Sống một đời và chết một lần. Lạy Chúa, đó là thân phận làm người của chúng con. Xin dạy chúng con biết cách chết nhờ biết cách sống. Amen. Dòng đời thay đổi luân phiên, lòng người bao nỗi chôn chuyên, mong manh một kiếp con người sinh ra đời hai bàn tay không. Trở về nơi đã sinh ra là hạt bụi trong chốn phong ba, ta ra đi xa trông cậy Chúa mà thôi. Chúa, Chúa chính là dòng suối yêu thương đưa thuyền đời con về bên an bình. Phận người này có chi đâu, một đời làm lũ đây thân hào gầy bởi nhiều lo toan. Giật mình nghe gió đông sang, thật vội vàng khi tiếng chuông vang, ta ra đi không lời chăn trối thế chân vậy. Lòng trông cậy Chúa mà thôi. Chúa, Chúa chính là dòng suối yêu thương đưa thuyền đời con về bên an bình. Vui mừng tay lại trao tay
ngộ rằng thân xác mong manh, vậy mà đời ta mãi đua tranh. Ta quên đi ân tình Thiên Chúa để rồi khổ đau. Dẫu có tiếc nuối không chẳng được gì, lúc ra đi là lúc trở về, một lòng trông cậy Chúa mà thôi. Chúa, Chúa chính là dòng suối yêu thương đưa thuyền đời con về bên an bình. Dẫu có tiếc nuối cũng chẳng được gì, lúc ra đi là lúc trở về, một lòng trông cậy Chúa. Chúa chính là dòng suối yêu thương đưa thuyền đời con về bên an hằng mơ một điều, ngày với đêm tôi cầu xin.
giờ cho đến ngàn thu, con hát ca và tán dương tình Chúa thương như đại dương bao la. Cho tôi suốt đời từ bây giờ cho đến ngàn thu, con hát ca và tán dương tình Chúa thương như đại dương bao la. Được Chúa ban ân tình thánh diệu vời, được sướng vui trong tình thương đắm đuối. Xin Chúa dẫn con đến nguồn suối xin Chúa dẫn con đi đến cùng. Từ bây giờ cho đến ngàn thu, con hát ca và tán dương tình Chúa thương như đại dương bao la. Nhân cha và con và thánh thần. Amen. Cầu xin Chúa thánh thần người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân trang chứa, trao đổi cho đám ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đoái nghe lời con thiết tha, tình thương mềm ấm phụ con ngày đêm, nhận ân xác hồn tràn lan ơn thiêng. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dân cha cả sáng, nước cha chỉ đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay luôn được hàng ngày, như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự tử sinh vời. Amen. Lạy nữ vương mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cười. Thân lạy mẹ, chúng con còn cháu e bà, ở chốn các đầy kêu đến cùng bà. Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu vẫn bà thương. Ôi ôi, bà là Chúa vợ chúng con, xin ghét mặt thương xem chúng con. Đến sau quay đời, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu. Con lòng bà cùng phúc là, ôi quan thai, nhân thai, chịu thai, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu, kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhâm lời con kêu vang. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin, nếu Chúa chấp tôi nào ai tôi được. Lạy Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời thưa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, nhưng kẻ làm dân Đức Chúa trời đêm ngày, hãy cậy trong người cho liên, thì người tất nhân lần hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi theo lòng dân người thay thái. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn Anna được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lời ơn được
Đức Chúa Trời, chi một lòng thương xót tha thứ liên mạng. Chúng con sắp mình kêu xin Chúa cho linh hồn Anna đã qua đời. Xin Chúa chớ để linh hồn Anna khỏi tay ma quỷ. Đừng quên linh hồn Anna đời đời. Một tiếng nâng thiên thần hiện lấy đưa lên thiên đàng, để cho linh hồn ấy khi sống đang kinh cậy Chúa, thì khi chết coi vai xương đưa hoa mục, được lên thiên đàng hương phúc vui vẻ vô cùng. Vì công nghiệp Đức Chúa đền xuống thế gian 33 năm, cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được đổi. Vì đời chúng con xin cha rất nhân lành vô cùng, xin tha thần phạt cho linh hồn Anna là con Đức Chúa Trời đã qua đời hôm nay, hoặc còn giam nơi lơ liền tội, thì xin mở cửa tù giặc ấy cho ra, mà đem đến chốn hương mọi sự vui thật đáng thức thiên đàng. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và đã nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ đó nợ chúng con, để chúng con tha trước cám dỗ nhân cái chúng con ra khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là ơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Chúng con trong cây gia thân Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trên hiền vinh sáng la. Hãy nhớ chúng con trong mọi công việc, xin yêu đôi linh hồn Anna. Maria, mẹ ơi, mẹ đói nghe lời bao người từ chốn tối tăm hương bao u sâu, vẫn vững tâm trông lên kêu cầu. Nơi vực sâu tương đau bao hồn đang khấn cầu, mẹ đến cứu đưa về nơi an vui. Trông vì bao công ơn con mẹ xưa giáng trần, chịu chết để xóa tội cho muôn dân. Maria, mẹ ơi, mẹ đói nghe lời bao người từ chốn tối tăm hương bao u sâu, vẫn vững tâm trông lên kêu cầu. Nguyên nhân cha và con và thánh thần. Amen. Con nằm xuống giã từ cuộc đời, giã từ phận người, đi về nơi xa xôi mãi mãi. Người nằm xuống bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu lắng lo, giờ đây không còn gì, không còn gì. Người ra đi hai bàn tay trắng, cõi lòng thênh thang. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người, dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi. Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa an vui. Nằm xuống giã từ bạn bè, giã từ mọi người, đi về nơi yêu thương với Chúa. Vì cuộc
cuộc sống như mây thoáng qua, như sương biến tan. Giờ đây không còn gì, không còn gì. Niềm tin yêu trông cậy nơi Chúa, Chúa là quê hương. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người. Dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi, Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa an vui. Nằm xuống tiếc gì một đời sống vì mọi người, âm thầm trong hy sinh tha thứ, tìm hạnh phúc trong nơi Chúa tôi, không mong ước chi là trao dâng cuộc đời, dâng phận người. Dù mong manh nhưng là tay Chúa tác tạo thân con. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người. Dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi, Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa an vui. Người nằm xuống đất mẹ hiền hòa, đón người trở về trong tình yêu bao la thắm thiết. Người từng sống qua bao tháng năm như con sóng xô, giờ đây xa vời vợi thật rồi. Người ra đi, đi về bên Chúa, chính nguồn yêu thương. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người. Dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi, Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa an vui. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người. Dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi, Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa an vui. Tôi may mắn anh em, xin
để lại anh em đôi lời yêu thương nhau mãi mãi. Nhận được từ anh em nhiều hơn là tôi đã trao cho. Xin để lại anh em mối tình yêu thương nhau mãi mãi. Trở lại hẹn nhau trong